Hôm thứ Bảy 7 tháng 9 năm 2019, gần 100 nhân sĩ, học giả quanh vùng Little Sài Gòn ở miền Nam California đã tới hội trường Nhật Báo Người Việt để coi cuốn phim tài liệu về chuyến đi đến Iran thăm ngôi mộ của nhà truyền giáo Alexander De Rose, người có công đầu tiên trong việc tạo ra chữ quốc ngữ cho chúng ta dùng ngày nay, của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cùng một số nhân sĩ trí thức gốc Việt và dự tọa đàm về chữ quốc ngữ cùng giáo sư Nguyễn Đăng Hưng. Được biết, chuyến đi của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng được thực hiện vào đầu tháng 11 năm 2018. Cũng trong chuyến đi này, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cùng các nhân sĩ trí thức gốc Việt đã đặt tấm bia đá tri ân lên mộ của nhà truyền giáo Alexander De Rose. Chuyến thăm mộ linh mục Alexander De Rose của giáo sư Hưng xuất phát từ sự kiện ông phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền tại Việt Nam vào năm 2017 đã đề nghị cải cách thay đổi chữ quốc ngữ đang dùng bằng một cách viết khác. Ông Hưng cho rằng điều này gây một cú sốc rất lớn cho người Việt vì chữ quốc ngữ là tâm hồn của người Việt. Chính vì muốn tôn vinh chữ quốc ngữ nên ông đã cùng một số trí thức gốc Việt thực hiện chuyến đi và làm cuốn phim tài liệu mang tên Chuyến đi thăm mộ Alexander De Rose để chiếu rộng rãi cho người Việt khắp nơi trên thế giới. Tại buổi tọa đàm ở Nam California, giáo sư Hưng nói: bảo vệ chữ quốc ngữ bằng cách là tôn vinh nó. Mà cái động tác đầu tiên để tôn vinh nó là ta phải tri ân với những cái bậc tiền bối nó đã tác tạo ra chữ quốc ngữ và nó đã phổ biến chữ quốc ngữ, làm cho cái chữ quốc ngữ nó từ cái ngôn ngữ của nhà thờ dùng để truyền đạo để biến thành cái ngôn ngữ của người Việt. Và cách đây 100 năm, đúng là năm 1919, là vua Khải Định đã ban chiếu, là đúng 100 năm, vua Khải Định đã ban chiếu chấm dứt tất cả những cái kỳ thi chữ nho, chữ hán, và đề nghị dùng chữ quốc ngữ là cái chữ chính thức của dân tộc Việt Nam trên toàn quải Nam Bắc Trung. Cái tính khoa học của những quốc ngữ mà những người đã tham gia với lại cha ai có đủ hết, nó làm cho cái chữ đó trở thành một cái chữ nó thể hiện được cái tiếng Việt. Và vì ta biết tiếng Việt là một cái tiếng rất là phong phú, rất là đặc biệt. Cái tiếng Việt là một cái tiếng mà nó rất là có nhiều âm điệu và đã cho phép chúng ta đọc thơ thành âm thành nhạc. Ta nói lấy, nói lắm, ta làm tất cả những chuyện mà tiếng Pháp, tiếng Anh không làm được thì tiếng Việt làm được. Cho nên là tri ân những người làm ra tiếng Việt giúp cho chúng ta đi trước 350 năm so với Lan Bang để hòa nhập với thế giới của tiếng Latin, thế giới dùng alphabet Latin, và như vậy nó giúp chúng ta hòa nhập rất nhanh. Giáo sư Hưng cũng nhắc về chuyến đi đến Iran. Khi đó, đoàn người đi viếng mộ đem theo một tấm bia đá chế tác từ Đà Nẵng. Một tấm bia khác lớn hơn, trên có khắc chữ: chữ quốc ngữ còn, tiếng Việt còn, nước Việt Nam còn, bằng bốn ngôn ngữ Anh, Pháp, tiếng Việt và tiếng Ba Tư. Ngay trên mộ của vị ân nhân có công làm nên chữ quốc ngữ cho người Việt Nam, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nói: chúng tôi hy vọng tấm bia lấy từ Quảng Nam, nơi ngài đã đặt chân tới đất Việt Nam và học tiếng Việt lần đầu tiên, sẽ mãi mãi đứng dưới chân ngài, mang tới cho ngài hơi ấm với lòng biết ơn sâu sắc của người Việt chúng tôi. Thật vậy, chữ quốc ngữ đã quyện cùng tiếng Việt, thấm vào hồn người Việt trong giai đoạn khó khăn bao nhiêu năm qua. Vinh danh chữ quốc ngữ chính là bảo tồn tiếng Việt, bảo vệ đất nước Việt Nam. Chia sẻ thêm về cảm nghĩ của mình sau hành trình đi thăm mộ nhà truyền giáo Alexander De Rose, giáo sư Hưng cho biết: là tôi thực hiện được một cái nguyện ước, là với tư cách là một người Việt, tôi tri ân một cái bậc tiền bối đã có cái công đức đối với dân tộc tôi là dân tộc Việt Nam, bằng cách là đóng góp rất to lớn cho con để tác tạo ra chữ quốc ngữ. Tôi làm được cái chuyện mà lẽ ra
350 năm nay là đã có người làm. Thì tôi được hiện có được cái số phận mà tôi làm được chuyện này. Thì đó là một cái niềm vui rất lớn đối với tôi. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng từng du học tại Bỉ, tốt nghiệp kỹ sư hàng không không gian vào năm 1965. Sau đó, ông giảng dạy tại Đại học Liège về ngành khoa học rạn nứt. Sau 55 năm sống ở Bỉ, giáo sư Hưng, người vẫn nặng lòng với quê nhà, đã trở về Sài Gòn sinh sống và dành thời gian nghiên cứu văn hóa Việt Nam.